thời tới cảm không kịp. Đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, những con giáp này hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên đã được thần may mắn để mắt. Bước sang ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận, những con giáp này sẽ cực kỳ may mắn trong ngày hôm nay, những hợp đồng còn đang giang dở sẽ được ký kết một cách nhanh chóng. Ai đang vướng mắt trong công việc làm ăn, kinh doanh thì sẽ tìm được hướng đi mới để giải quyết các khó khăn còn đang tồn động. Còn những ai đang cãi nhau, hờn giận với người yêu thì có khả năng cao sẽ nhận được quà tặng hay tin nhắn làm lành. Nên hôm nay, các bạn sẽ có một chuyện tình yêu đẹp như mơ, đó là các con giáp Tý sửu, dần, mão, thân và dậu. 1. Một... Tuổi Tý, người tuổi Tý có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, người tuổi Tý dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn tại trước đó. Xem tử vi ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận tuổi Tý, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay và thực hiện. Nhờ có tam hợp, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng, hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Chuyện tình duyên của người tuổi Tý đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử, chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, kẻo phải tổn thương trong tương lai. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi sửu Nhờ chính quan nâng đỡ, người tuổi sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đã đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn ngày hôm nay người tuổi sửu sẽ trở nên hoạt bát hơn thường lệ mức năng lượng của bạn sẽ luôn được đong đầy bởi những con người sôi nổi xung quanh đây là một chuyện vô cùng tích cực nhưng bạn cũng đừng nên ham vui quá mà chấp nhận mọi lời mời từ bạn bè người quen tài lộc ổn định nhờ ngũ hành tương sinh con giáp này biết ăn biết tiêu năng nhặt chặt bị nên tiền vẫn kiếm về đều đều không phải lo khoản ăn mặc ngày thủy mộc tương sinh cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn cũng hài hòa và yên ấm hơn so với thời gian trước đó đôi bên đã cùng nhau ngồi lại để trò chuyện hóa giải mọi khúc mắc tình cảm đôi bên nhờ thế mà nồng nàn ấm áp hơn để được may mắn hơn trong thời gian này những gia chủ tuổi sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tỵ, dậu sửu để trợ mệnh hộ thân giúp thân mệnh vững chắc chiều mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc may mắn và bình an ba tuổi dần tử vi ngày này dự báo tuổi dần có công việc thuận buồm xuôi gió nhờ tam hội chiếu cố nhất là những người đang cầu danh muốn tăng quyền lực mở thêm cửa hàng hoặc vay vốn làm ăn thì càng có lợi, quý nhân sẽ nâng bước bạn lúc gặp khó khăn. Mặt tình cảm ngày này không được tốt nên phải hạn chế giao lưu, tiệc tùng, kẻo xảy ra xích mích. Hết giờ làm thì về nhà, không la cả đi chơi cùng bạn bè để bình an vô sự. Về phương diện tài lộc trong ngày khởi sắc, nhờ có thực thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ tuy nhiên tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thay vì chỉ nghĩ đến cách tiêu chúng thì nên nghĩ cách để tăng thêm thu nhập cho mình điều đáng mừng trong khoảng thời gian này là tình hình sức khỏe của người tuổi dân khá ổn định mặc dù có những khi hơi vất vả một chút song bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên khiến tinh thần hăng hái đẩy lui sự mệt mỏi tuy vậy không có nghĩa là bạn có thể xem nhẹ sức khỏe của mình dù còn trẻ tuổi đi nữa bản mệnh cũng nên cố gắng sinh hoạt điều độ ăn ngủ đúng giờ đừng cố gắng quá sức tạo áp lực cho cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mão Tam hội mang tới tin vui về tiền bạc cho tuổi Mão trong hôm nay sự hợp tác giữa bạn và một người nào đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng nhờ thế tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện đáng kể công việc cố định trong ngày vẫn diễn ra ổn thỏa hôm nay bạn nên vận dụng khả năng sáng tạo của mình để tìm cách nào đó mới nhằm giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn sự tập trung tìm kiếm cái mới sẽ giúp công việc vừa thoải mái lại vừa đạt hiệu suất cao trên phương diện tình cảm người tuổi mão gặp sự hài hòa trong các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng cho con giáp này. Xong để có được điều này thì người tuổi mão cũng dành không ít thời gian để chăm sóc những người thân trong gia đình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi mão cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Năm, tuổi thân. Vận có thiên ấn trợ lực, có lợi cho những người đang làm quan hoặc muốn lên chức. Đề xuất của bạn lên cấp trên sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết suôn sẻ và may mắn được lộc từ khách. Được tam hợp chiếu cố nên mặt tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời không gì hơn là có người hiểu, có người thương mình hiện tại gia đình bạn vẫn yên ổn hạnh phúc là may mắn gấp vạn người nên hãy trân trọng quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng nếu có thiện cảm với đối phương bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy người tuổi thân hôm nay khá lộc lá nên chăm chút cho bàn thờ thần tài trong nhà nhiều hơn để đón thêm lộc ngoài công việc chính bạn có thêm thu nhập ngoài luồng để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiều mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi dậu Chính ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi dậu không đến nỗi tệ, hay được cấp trên khen ngợi nhưng đừng chủ quan. Đôi khi bạn khá chậm chạp trì trệ nên việc vẫn dồn đến ngày hôm sau, tiến độ phải được đẩy nhanh hơn nữa. Được lục hợp soi sáng nên tuổi dậu có đời sống gia đình rất tuyệt vời, êm ấm. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, làm gì cũng thuận. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó vào ngày hôm nay, hãy cố gắng cư xử lịch sự và nhã nhặn nhất có thể. Ngày này, công việc kiếm tiền của bạn biến động theo chiều hướng tích cực, hứa hẹn đạt được nhiều thành công đáng nể cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới khá cao. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu của ngày tốt toàn thư. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch nhuận tức thứ ba, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023 dương lịch, là ngày nhâm thìn, tháng ất mão, năm quý mão. Ngày này có nạp âm là trường lưu thủy, ngày thuộc hành mộc, khắc hành thổ, đặc biệt tuổi tân mùi, kỷ dậu, đinh tị, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi, thành mộc cục, sung dậu, hình tí, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân, kỵ tuổi bính tuất và giáp tuất. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349119 để được tư vấn. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn